Chào mừng quý vị đã tới với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Đình chỉ chức hiệu trưởng trường học phụ học sinh ném dép vào cô giáo. Công an vào cuộc phụ quán rau chè bị tố chửi khách hàng. Thành phố Hồ Chí Minh không sử dụng đầu thổi chung khi kiểm tra nồng độ cồn. Nga cử phi đội Su-35M hộ tống ông Putin đến Trung Đông. Israel thu kho vũ khí Hamas ở Bắc Gaza, bắn hạ tên lửa trên Biển Đỏ. Thưa quý vị, ngay sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh thông tin và video nhóm học sinh được cho là học sinh tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có hành vi dồn nữ giáo viên vào góc lớp, xúc phạm, hành hung cô giáo gây bức xúc dư luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc xảy ra tại trường Trung học cơ sở Văn Phú. Cùng với đó, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc để xảy ra sự việc. Ngày 6 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã có quyết định số 7710 tạm đình chỉ chức vụ và công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Duy Sáng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Văn Phú để phục vụ cho công tác xác minh, làm rõ sự việc liên quan đến nội dung công tác quản lý giáo viên, học sinh của nhà trường. Ngày 3 tháng 12, bài viết của NDT, 29 tuổi ở Hà Nội, chia sẻ về việc anh và em gái bị nhân viên của một quán xôi chè nổi tiếng có cơ sở ở phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, lớn tiếng quát với lời lẽ thô tục đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo lời kể của T, sau khi ăn xôi chè tại quán, trong lúc cả hai đang chờ đợi thanh toán, thì một nữ nhân viên khoảng ngoài 50 tuổi bê nồi xôi chè nóng từ trong ra ngoài. Em gái T nghe vậy đã biết ý, lập tức đứng lên để nhường lối đi. Tuy nhiên vì không gian quán khá chật và cũng không đủ khoảng trống để người nhân viên kia đi qua. Lúc này em gái T bị người nhân viên lớn tiếng quát thẳng vào mặt với lời lẽ thô tục. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến T, em gái và những vị khách có mặt lúc đó không khỏi ngỡ ngàng đứng hình vì chẳng hiểu sao lại bị chửi kinh như thế. Ông Lê Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hàng Bồ cho biết, lãnh đạo phường đã nắm được thông tin thực khách phản ánh về việc nhân viên quán xôi chè nổi tiếng trên địa bàn văng tục chửi khách. Ông Đức đã giao cho công an phường Hàng Bồ điều tra làm rõ sự việc. Theo thông tin ban đầu, chủ cơ sở cho biết không chửi khách thậm tệ như phản ánh. Cơ quan công an vẫn tiếp tục xác minh. Sáng ngày 7 tháng 12, tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh trao đổi khi kiểm tra nồng độ cồn người lái xe, Công an thành phố Hồ Chí Minh không sử dụng đầu thổi chung, mỗi người đều dùng riêng. Theo ông Tài, trong năm 2023, Công an thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an nhằm điều tiết hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông do nguyên nhân chủ quan, đồng thời xây dựng và thực hiện hiệu quả các kế hoạch cao điểm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, trong thời gian qua, Công an thành phố đã mở cao điểm về kiểm tra nồng độ cồn người lái xe và kiểm tra các đối tượng tham gia giao thông có sử dụng ma túy. Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết, hôm ngày 6 tháng 12, các tiêm kích đa năng Su-35S mang vũ khí chiến đấu cơ bản đã thực hiện nhiệm vụ yểm trợ trong suốt chặng bay của chuyên cơ trên không phận quốc tế. Phi đội cất cánh trong thời tiết phức tạp, mưa lớn và gió mạnh. Tất cả máy bay được điều khiển bởi phi công cấp 1. Năm chiến đấu cơ hạng nặng Su-35S ở trạng thái sẵn sàng cất cánh. Mỗi máy bay lắp 2 tên lửa đối không tầm trung R-771 và 2 quả đạn tầm ngắn R-74M. Nhóm phi cơ cất cánh theo từng biên đội 2 chiếc, máy bay thứ 5 đóng vai trò dự bị đề phòng xảy ra sự cố và không rời căn cứ. 4 chiếc Su-35S bám sát chuyên cơ 296 chở Tổng thống Nga Vladimir Putin cho đến khi máy bay đáp xuống sân bay Abu Dhabi ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Biên đội tiêm kích Nga còn lập thành hình thoi và lượn nhiều vòng quanh sân bay, tương tự màn biểu diễn tại những triển lãm hàng không, sau đó hạ cánh và tập kết ở bãi đỗ. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng một số quốc gia đã cấp phép giấy phép đặc biệt để chiến đấu cơ Nga mang vũ khí được bay qua không phận và gửi lời cảm ơn đến những nước này nhưng không nêu tên cụ thể. CNN dẫn thông cáo được lực lượng phòng vệ Israel công bố trên mạng xã hội X ngày hôm qua, ngày 6 tháng 12 cho biết địa điểm kho vũ khí trên của Hamas nằm gần một trường học và trạm y tế và đây là một trong những kho khí tài lớn nhất từng được binh sĩ Israel phát hiện ở dải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết thêm, một tên lửa đất đối đất được cho là xuất phát từ Yemen đã bị một đơn vị phòng không của họ bắn tới trên vùng trời Biển Đỏ hôm nay.
Vụ việc trên đã kích hoạt hệ thống còi báo động ở thành phố Eilat thuộc vùng cực nam Israel, nhưng tên lửa trên đã không xâm nhập vào địa phận Israel và không tạo ra mối đe dọa nào nhằm vào dân thường. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!